Khấu hao 1 năm 100 triệu và sau 3 năm sử dụng thì mắc hơn 300 triệu cho một xe 7 chỗ thì quý anh chị có tin được hay không? Đấy, và cái mức khấu hao này quý anh chị có thấy được hợp lý được hay không? Đấy thì cùng comment trao đổi ý kiến với quan điểm với em nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Honda CV phiên bản G, bản giữa nha quý anh chị, đời 2020, mẫu mới, form mới nha. Đấy. Nó có nhược điểm nhỏ thì chưa được trang bị cho mình là hệ thống an toàn tự động safety sense. Đó, chưa có radar, chưa có cam 360. Bản L thì nó sẽ được trang bị hơi thêm nha. Đấy, bóng bi LED cực kỳ sáng luôn. Đấy, dãy LED phải nói. Thiết kế của CV thì được rất là nhiều anh chị tin dùng luôn. Đấy, đẹp mắt, xe 7 chỗ mà công nghệ option thì miên man luôn nha anh chị. Đặc biệt trên xe này là được trang bị động cơ turbo nha và công nghệ an toàn cho xe miên man, nhập khẩu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc nha anh chị. Đấy, rất là thích cái mà những xe nào mà hàng nhập khẩu nha. Đấy. Xe thì có sơn màu đồng nè, rất là bóng bẩy liệt lạc đồng màu từ trước là sao luôn. Xe có hơi bụi xíu thì bên em sẽ spa tút tát đánh bóng dọn rửa lại trước khi bàn giao anh ta anh chị nha, tại vì xe đẹp thì bên em bán mới bàn giao được chứ không mua mà những xe nào xấu xấu nha anh chị, xe đẹp thì mới bàn giao để phục vụ anh chị nha. Có cam cặp lề nha anh chị, cam cặp lề chứ không có cam 360 nha. Vỏ lốp là vỏ còn nguyên zin theo xe, mâm Michelin, vỏ Michelin đi rất là êm nha. Mâm này mâm mì mì chín, như là mâm này mâm mì chín em tìm cái mâm 18, mâm 18 đắt lót là zin theo xe tầng thứ 14 của năm 2020 nha, bốn mình đi trước sau, vỏ còn dày cui. Đấy, có trang bị cho mình bể bước, phim cách nhiệt, ốp thám cửa và che mưa, nói chung là cơ bản thôi. Cái màu này thì rất là sang nha anh chị, màu này nó gọi là màu nâu ra ngoài ánh nắng nè anh chị, nhìn nó rất là sang nha, đi nó rất là điềm đạm luôn. Xe mang biển tỉnh 70 Tây Ninh thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc nha, quý anh chị yên tâm vào sơ pháp lý. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết cho anh chị bằng giấy tờ dân bản nha, chứ không phải đóng miền xuông nha. Có cam lùi, có cả miếng lùi đầy đủ luôn. Nhược điểm nhỏ thêm cho bản giờ là được cấp cơ nha, chưa được trang bị cho mình là cấp điện. Hàng ghế thứ ba thì phải nói là xe này xe 502 nha, đủ dùng thôi. Hàng ghế thứ ba thì chị em trẻ nhỏ ngồi thôi nha anh chị, người lớn tuổi thì người lớn ngồi hơi chật đấy, nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh chị có cửa gió điều hòa đầy đủ nha. Màu này ra ngoài nắng nhìn rất là sang nha anh chị. Đấy, thiết kế của Honda CB thì được rất là nhiều anh chị tin dùng luôn. So sánh với CX5 hay là Tucson thì CB hơn hẳn nha, thiết kế rất là đẹp luôn. Động cơ 1.5 turbo cho ra công suất khoảng 188 mà lực, 53 mất tơ nhiên liệu, 6 lít 9 ngoài đô thị, 5 lít 7 ngoài đô thị, 6 lít 9 là kết hợp và 8 lít 9 hình trong đâu nha. Động cơ khỏe mà còn lại là đi tiết kiệm nè. Ghế da màu đen nè, rất là sáng mới luôn. Đặc điểm em thích nhất trên Honda CB là cái phần này ốp gỗ này nha anh chị. Đấy, rất là bóng luôn, rất là sang. CB thì nội thất thiết kế bề ngoài cũng đẹp. Đây, có cổng sạc, cửa gió điều hòa đầy đủ luôn. Lót thảm sàn 5D, trần nguyên zin nhưng mà giữ rất là kỹ nha, là sáng mới luôn. Ghế là được trang bị cho mình là ghế chính điện nha, nhưng mà chưa có bị với ghế ở giữa thôi. Bảo trì bảo dưỡng full lịch sẽ hãng luôn. Tại móc tiếp theo là 55.000 km nha anh chị. Đây, cân bằng điện tử ABS EBD, công hỗ trợ đổ đều, cảnh báo va chạm trước sau. Trên bản này thì nó chỉ được trang bị 3 túi khí thôi nha, cơ bản thực dụng đầy đủ, đủ dùng chứ không dư giả nhiều. Đấy, tà láo vô lăng thì được trang bị rất là nhiều phím bấm luôn, nghe nhạc, tầm thời cánh tay, ga tự động, cruise control, lẫy số sau vô lăng. Ô đô chuẩn 52.479 km, sau 3 năm sử dụng thì tính ra trung bình đi cái số này cũng đi khá khá, chưa hẳn là nhiều nha anh chị. Thường thì nhiều sẽ xét theo mỗi năm đi 30.000, mà số này đi mỗi năm khoảng 18.000 km đúng không anh chị? Khoảng đâu đó khoảng 18.000 km nha. Đây, màn hình zin theo xe. Màn hình zin theo xe đủ dùng rồi, nhưng mà em nghĩ là thường trên CB em làm rất là nhiều xe rồi, em thấy chủ không có thay màn hình zin luôn. Màn hình zin trên CB là đủ dùng rồi. Nếu như thích thì thay màn hình to hơn, tại vì với cái thiết kế này nó liền lạc, thay màn hình nó ra cũng rất là khó. Đấy. Điều hòa tự động, hai dùng độc lập nha. Điều hòa tự động, hai dùng độc lập. Đèn nổ start stop, phanh tay điện tử, auto horn, có chế độ eco tiết kiệm và anh chủ này rất là kỹ nha. Dán cho mình cái ốp carbon ở đây nè. Còn sáng mới luôn. Nhược điểm nhỏ thêm là em thấy xe này chưa được trang bị cho mình là cửa sổ trời nha, nhưng mà trên bản L bản cao cấp hơn thì được trang bị cửa sổ trời nha. Bản này bản giữa thì chưa được trang bị cho quý anh chị nha. Rồi em đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho quý anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 turbo. Đấy, dùng công nghệ Xtreme nha, rất là tiết kiệm luôn. Technology động cơ turbo 188 mã lực, máy nổ cực kỳ êm luôn nha quý anh chị. Đấy. Ở máy câu chỉ mới nói là nguyên zin nha, tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tích kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, ba tai nạn nặng quá nên là đảm bảo cho quý anh chị yên tâm tuyệt đối nha. Xe thì bên em sẽ cam kết bằng giấy tờ dân bản chứ không phải nói miệng nha quý anh chị, có một công ty rõ ràng luôn. Cứ lô cho em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cái giá tốt nhất cũng như là kiểm tra giao xe tận nhà
test hãng bên thứ ba đầy đủ thì thợ thoải mái theo yêu cầu của anh chị nha. Rồi tổng kết là lưu trước mắt của anh chị, đây là một con Honda CB phiên bản G đời 2020, mẫu mới, form mới, đi được 52.000 km. Giá hiện tại bên em đang chào bán là hơn 700, chính xác là gần 800 cho một xe 7 chỗ công nghệ option miên man. Đấy, thiết kế đẹp, nội ngoại thất đều rất là ok nha. Đấy, đặc biệt là trên thị trường xe thì rất là nhiều anh chị tin dùng cái mẫu CB này luôn. Đấy, đối với xe này á, thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước với em đâu đó khoảng tầm 280 đến 320 triệu là anh chị đã có thể nhận ngay được xe này nha. Bên em sẽ còn hỗ trợ cho anh chị vay trả góp 70% giá trị xe nha. Đấy, khấu hao mỗi năm 100 triệu cho một xe 7 chỗ thì cái chủ trước đã khấu hao rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là thị trường xe cũ hiện tại giá nó rất là ẩm đạm, gần như là về mốc chạm đáy rồi nha. Nên là cân nhắc chọn thời điểm này thì giá nó rất là phù hợp, rất hợp lý, rất là lợi cho quý khách hàng nha. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này. Hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ lo trong đích thoải mái nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp. Máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, đầy đủ tất cả mẫu mã cho phục vụ quý anh chị luôn. Gần 70 xe nha. Cứ lô cho em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cái giá tốt nhất cũng như là kiểm tra giao xe tận nhà. Chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của quý anh chị nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.